Bạn Hương. Làm gì bạn Hương ơi? Cháu đang bệnh chuột. Vâng. Chào anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cách làm bẫy chuột tiếp theo. Chuẩn bị để chiều đi bắt. Để bắt được bà Hương. Bà Hương. Rồi anh chặt những cái này ra nhá. Rồi xong rồi buộc cần chân nhá bạn ơi. Để làm cọc, hiểu chưa? Hả? Cái khúc này nó to thì mình mới phải để chẻ đôi, nó mà nhỏ nhỏ như này không chẻ đôi đâu. Nếu mà làm cái thớ ở đây để buộc vào cho nó đỡ bị tuột nhá. Làm dài dài nó dài như vậy, xong rồi buộc tất cả lại. Dạ. Vâng. Bà Khương còn đi rồi không? Bỏ cái này ra còn được. Được cái nào vậy? Bỏ đây. Đây cũng con này còn to còn bé. À, thôi cái đấy bên đỉnh đỉnh. Đây này, làm cái này nữa. Làm xong thì Tết thì lại là đi chặt rồi làm tiếp. Ở Hương đi bật ấu rồi Hương rồi. Hả? Ở Hương đi bật ấu à? Chặt có chứ. Đi thử đi. Cháu này bà Hương đi bật không? Hả? Cháu này bà Hương đi bật không? Chặt vào đá sao nó cuốn hết. Chặt nhẹ nhẹ thôi, mình hơi thôi mà. Đợi xong buộc hết cái đấy anh nhá. Hình thẳng nói với điện thoại đi anh nhá. Đây, anh em ở đây để người anh em của tôi giúp cho anh em làm bẫy chuột. Bẫy chuột để ăn. Đấy, em buộc tắt cái này nhá. Thiếu này để cho đây chặt những cái cành nó không có gai ấy nhá. Em đây gì đâu, đây là bản chim rồi nhá. Ơi. Ngồi đấy hết một tiếng nhá. Ok ok. Nó phải nói đi anh nhá. Có ạ. Rồi. Sao phải nói đi em đi quay chút rồi. Chào anh em nhé, hôm nay tôi sẽ đi khảo sát xem có địa bàn nào có cá không để tiếp tục. Sáng nay chúng tôi sẽ đi bắt cá tiếp theo. Mời anh em cùng theo chúng tôi nhé.
là bẫy chuột các bạn ạ. Mình thì chưa ăn thịt chuột bao giờ. Và hôm nay quyết định đi bẫy để ăn thử xem thịt chuột có ngon không.
chiều một mình trên phố năm xưa.
là mình đang buộc cái cọc. Các bạn ạ, mình đang buộc cái bẫy vào cái cọc để mà cắm xuống đất.
xong, bây giờ mình đã buộc cọc xong, tí nữa mình sẽ đi bẫy chuột. Quang ơi!
Ôi. Ủa xong rồi. Mình đã buộc xong cọc các bạn ạ. Bây giờ sẽ đi bắt chuột. Từ nãy giờ anh có nói được cái gì ở trong không? Hả? Từ nãy giờ anh có nói được cái gì ở trong không? Có. Hay cứ ngồi im im ấy. Em đi theo nhá. Có nói không? Có. 30 phút rồi. Chả biết à. Đây ông anh mình anh em nhá. Vừa mới làm bẫy chuột xong. Thế nào? Tắt chưa? Chưa. Chưa được. Anh đi luộc một vòng đi, cầm cái đấy đi nói với chị. Quay mặt anh ấy. Quay lại mặt anh ấy, cứ bỏ cái đấy dưới đi. Cái bao tải này cứ để đấy, cứ để đấy. Cứ để. Ném vào đấy, cứ ném tất cả đấy. Tất đi luộc một vòng đi. Cho đủ tiếng. Đi luộc đâu đây đi vòng khắp nơi. Quay cái đấy ở mặt anh ấy. Đi luộc kia kìa. Em miệng này. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để xem có chỗ nào đặt được bẫy không. Cái táo. Nó tự xoay. Cầm cái tay cái cầm cái đấy phải cầm thế đấy. Đi chỗ khác đi. Đi xuống kia xem cả. Ôi, ở đây có nhiều cá lắm các bạn ạ. Chắc là lúc nữa mình sẽ lấy cần câu để câu cá ở đây.
Ôi. Nó buồn ngủ quá. Xin chào anh em, tôi sẽ kết thúc video ở đây và mai tôi sẽ làm lên một cái video về ông tôi làm dọc cho anh em xem. Anh chào chưa? Đây. Chào chưa? Đây là cái táo à? Táo gì? Chào chưa? Xin chào anh em nha. Chúng tôi sẽ kết thúc video này ở đây và mời anh em cùng theo chân chúng tôi ở những video tiếp theo để xem chúng tôi hành trình đi bắt chuột của chúng tôi nhé. Xin chào anh em.